Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn dưa và chia sẻ với quý vị và các bạn cách khắc phục một số loại bệnh trên cây dưa này. Như quý vị các bạn thấy, dưa rất là sai quả, nhưng mà quả rất hay bị thối và thiu, và quả dưa thường bị cong, sẽ không đáp ứng được cái tiêu chí làm dưa thương phẩm. Đấy, quý vị các bạn thấy, mặc dù dưa rất sai và quả thiêu rất là nhiều. Đấy, quý vị các bạn thấy lá của nó đây. Đây gọi là bệnh vàng lá của cây dưa. Để dưa đạt năng suất cao nhất thì phải khắc phục được một số loại bệnh này. Đó là bệnh vàng lá đối với cây dưa này. Thứ nhất là nguyên nhân chủ yếu của nó là do dày diệp chích hút. Thứ hai là thiếu các cái yếu tố vi lượng trong quá trình chăm sóc đối với cây dưa này. Chính vậy mà cây dưa có sai hoa, nhưng mà tỷ lệ đậu quả rất là thấp. Và lá bị như này thì chúng ta thứ nhất là phải phòng trừ dày diệp rất là tốt. Bởi dày diệp chích hút dinh dưỡng của cây trồng ra thì nó còn truyền virus, làm dẫn đến cây dưa bị bệnh vàng lá và ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và đậu quả của cây dưa này. Thứ hai nữa là trong quá trình chăm sóc cây dưa này thì chúng ta bón thiên về đạm nhiều quá, mà cây dưa thời gian sinh trưởng phát triển rất là ngắn. Từ khi trồng đến lúc thu hoạch thì nó khoảng tầm 45 đến 50 ngày thôi. Chính vậy mà cần đáp ứng được rất nhiều dinh dưỡng ngay từ khi mới làm đất. Chính vậy mà người trồng dưa quê mình thường là hay bón nót phân có nguồn nước hữu cơ trộn với cả mỗi xào bắc bộ 360m2 này, thêm khoảng 30 đến 50kg NPK thì làm nguồn thức ăn ban đầu đối với cây dưa này. Như quý vị các bạn thấy, trồng dưa thì hầu như mỗi lá một quả, nhưng mà cái tỷ lệ đậu rất là thấp. Ngoài ra thì cây dưa thời gian sinh trưởng ngắn, cho nên là chúng ta cứ khoảng 15 ngày bón cho nó một đợt cái loại phân đầu châu xanh, phân tổng hợp có đủ đạm lân kali và yếu tố vi lượng, có cả, bao gồm cả đồng kẽm sắt, thì cây sinh trưởng phát triển rất là tốt. Ví dụ cây thiếu kali cũng dẫn đến bệnh vàng lá và năng suất sản lượng sẽ giảm. Nếu chúng ta bón nhiều đạm quá, gặp thời tiết mưa nhiều thì nó cũng kích thích các cái loại lập có hại. Và một loại bệnh nữa rất là nguy hiểm đối với cây dưa này, đó là bệnh phấn trắng. Nguyên nhân là do lấm xâm chiếm tế bào biểu mô thực vật của cây trồng, nhất là cây dưa này trồng vào cái thời kỳ mùa hè này thì hay phát sinh các loại bệnh phấn trắng. Nếu mà để cái bệnh phát triển lây lan rất là nhanh, do bào tử lấm có thể bay trong gió, cho nên là nếu chúng ta không phòng trừ được thì có thể gây ra cả vườn và ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, và cây dưa rất là nhanh rạc, khó đậu quả. Cái bệnh này từ khi mới trồng thì chúng ta đã phải tiến hành làm sạch cái mầm bệnh rồi, và khi cây sinh trưởng phát triển thì chúng ta có thể là phòng trừ ngay từ đầu. Thì cây nên được 2-3 lá thì chúng ta phun phòng trừ sâu đen, sâu xanh, thì kết hợp với cả các loại Zizomin chuyên trị lấm rất là tốt đối với cây trồng. Và cây dưa này chúng ta cũng có thể dùng được cái loại Zizomin này. Đấy, quý vị các bạn thấy chúng ta phòng bệnh không tốt, cho nên là quả rất là sai, nhưng mà tỷ lệ đậu rất là thấp. Bên cạnh đấy thì cái loại bệnh mà héo xanh chết cây là bệnh nguy hiểm nhất. Nguyên nhân của bệnh này thì nó là do một loại lấm tồn tại trong đất rất là lâu, có thể lên tới 40 năm. Đó là loại lấm Fusarium. Và loại lấm này thì khi mà trời mưa nhiều, cây bị súng nước và bón thiên về đạm thì rất dễ phát sinh. Chính vậy mà chúng ta phòng tránh bằng cách là không lạm dụng bơm xả nước quá nhiều và tiêu thoát nước thật tốt khi mà cái thời gian mưa kéo dài. Chân người trồng dưa của mình để rỗng rất là sâu. Và nếu mà đã phát sinh bệnh thì chúng ta có thể là dùng cái loại lấm đối kháng Trichoderma, thì nó cũng góp phần tiêu diệt cái lấm Fusarium này. Bởi vì cái việc để phát sinh cái loại bệnh héo xanh chết rũ cây thì có thể là mất cả sào dưa, và bệnh cũng lây lan rất là nhanh.
Đây quý vị bạn thấy dưa hầu như là rất là sai quả lon, nhưng mà để tỷ lệ đậu rất là thấp. Ngoài tiêu thoát nước tốt thì chúng ta dùng cái loại nấm chi duyệt ma rồi thì cũng nên bón các cái loại phân có nguồn gốc hữu cơ hoặc là các cái loại phân vi sinh để làm cho hệ thống vi sinh vật ở dưới đất sinh trưởng phát triển, góp phần làm cho bộ rễ của cây trồng khỏe mạnh. Thứ hai nữa là việc canh tác cây dưa này, chúng ta không nên độc canh trên một đơn vị diện tích nhất định, chúng ta có thể là luân canh các cây trồng khác để giúp đất giải độc và tránh độc canh đối với cây dưa này. Đó là những loại bệnh thường hay gặp nhất đối với cây dưa trồng mùa hè. Cho nên người trồng dưa quê mình mà muốn đạt năng suất cao nhất thì thường phải phòng trừ và tiêu diệt được các loại bệnh này. Bởi cây dưa thì quá trình sinh trưởng phát triển rất là ngắn thôi, nếu không may bị bệnh thì chúng ta có thể là mất không cả cái vụ dưa đó. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.